Đây là một cái chiếc BM nguyên bản, chưa nâng cấp HUD. Đây, cái phần này chưa khoét này. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp cái phần HUD và khoét cái phần táp lô này. Để mà khoét được cái phần táp lô này thì mình sẽ phải dỡ toàn bộ cái phần táp lô phía trước này ra để khoét. Đó. Đây là hình ảnh full bộ HUD mà khác với những chỗ khác đang bán. Đó là cái bộ HUD này bao gồm một cái projector, một cái ở giữa cover và một cái miếng shop ở dưới. Đặc biệt khác với những chỗ bán khác là BM shop bán thì tất cả bao gồm cảm biến ánh sáng đấy, đi kèm luôn. Bởi vì mình tháo xe cho nên tất cả những cái đồ mà đi theo xe ấy, thì là đều sử dụng cái cảm biến ánh sáng này. Tác dụng của cảm biến ánh sáng này, nhiều anh em hỏi là cái cảm biến ánh sáng này độ HUD thì có cần phải thay kính hay không, thì thực ra là không cần, không cần phải thay kính. Thay kính là tốt nhất, còn nếu như mình không thay kính, mình không muốn thay kính, mình muốn để kính zin giảm bớt chi phí, thì mình chỉ cần thay cái cảm biến ánh sáng này thì cái độ LED của HUD nó nét hơn rất là nhiều, nét hơn rất là nhiều, cực kỳ là rõ ràng luôn. Có một cái nhược điểm là nó sẽ hơi bị đổ bóng, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm chi phí. Tất cả những cái dây này, những cái dây này đều là xịn, chính hãng. Đấy, thì cả một bộ HUD của BM Series 5 sẽ bao gồm một cái projector để hắt kính, một cái dưỡng để chế, một bộ dây và một cái cảm biến ánh sáng. Đó. Vừa rồi cũng khá đông. Đây là cái sản phẩm sau khi mà hoàn thiện nhá, cái phần khoét này như zin luôn này. Đó. À, đấy, nó có cái lỗ và rất là sáng nha, cực kỳ là sáng luôn nhá. Bởi vì cái HUD này là nó đi kèm với cái cảm biến ánh sáng rồi. Đó. Đây là cái xe mà sau khi mà mình đã nâng cấp HUD hiển thị tốc độ trên kính lái. Đây là cái phần sau khi mình đã khoét. Đấy.